Anh ơi, em có mua cần của một bạn dealer là gái và cảm nặng bạn ấy rồi. Bây giờ phải làm sao đây anh? Đi mỡ, khó nhỉ. Mình nghĩ là bây giờ thì đầu tiên là bạn mua cần của bạn gái, bạn thích bạn ấy rồi thì ngoài cái việc hút cần ra thì sao bạn lại gạ gẫm đến cái việc là bạn phải hút con mẹ cả bạn ấy luôn rồi. Còn đi bạn rồi, thật các bạn đừng có yêu những cái cô gái mà liên quan đến cái việc cần sa. Nói câu chuyện ở đây nó không phải là mình đi kỳ thị cái gì người ta cả. Nhưng mà đến cái cá nhân tôi cũng sẽ nghĩ đến cái chuyện đây là biết là tôi yêu một cô gái hút cần cả. Không phải là tôi sẽ nghĩ người ta tệ nạn hay là như nào đấy, người ta bị vấn đề hay là người ta tệ nạn, người ta bị làm sao đấy, tôi không hề nghĩ như thế. Nhưng mà tôi cứ cảnh tượng đến cái việc là tôi yêu một cô gái hút cần về, ông về sau cô ấy hút hết con mẹ một cần của tôi, phí vãi lồn, thề cả các bạn. Thì mẹ một cần của tôi chỉ thích để tôi hút thôi. Cứ nghĩ cái chuyện yêu cô gái hút cần về sau địt mẹ anh ấy em điếu thì còn cạc tàu ấy, hai lớp địt cay vậy luôn. Chứ còn địt mẹ mình nói thật là các bạn là bảo là nghĩ là người yêu mình hút cần nó là tệ nạn các thứ, không tệ đéo gì, nó hút của mình tiếc vậy luôn. Lộn thì nó địt con mẹ thế là hút chùa đấy, địt mẹ. Đến lúc bị bắt thì cũng là bố mày bị bắt, cũng phải là mày bị bắt lồn đâu. Mày phê thì bố mày đỡ, tao phê thì mày còn đỡ lồn đâu. Hai lốp là rẻ rồi, muốn cái lồn thì người yêu mới là hai lốp đấy. Thì bình thường mà không yêu nhau thì năm lốp thì ghét đấy rồi. Nó cũng giống cái chuyện ở ngoài mà tôi hay đi kể. Tao tôi ở ngoài đường mà bảo địt mẹ, thật sự mà mình mà còn lỡ này bị các anh công an bắt chẳng hạn thì cũng không phải là sợ cái gì đâu, nhưng mà các anh ấy hút hết của mình ghét vậy rồi. Chúc sinh nhật người yêu cũ khi mình có người yêu mới rồi thì có vấn đề thì không, giáo chủ vấn đề vãi lồn, mất thời gian đấy bạn. Bây giờ đéo yêu nhau nữa, chúc mừng sinh nhật để làm gì, gây thương nhớ cho nhau à? Thì cũng đồng ý là các bạn thì bạn mới vẫn còn một mối quan hệ với cả nhau, nhưng mà đéo nên làm cái việc đấy một tí nào. Đéo phải do ở đây mình bị ngại hay cái gì cả mà nó đéo nên. Nó cũng giống như một cái câu chuyện ấy, kiểu như ở trong cái chuyện tình cảm địt bạn, tôi rất là ghét những ai mà kiểu địt bạn mà nó bị tức là như nào nhỉ, nó đéo dứt điểm mà xong nó cứ bị kiểu lằng nhằng mà em liên tục rất đau đầu. Có câu này em hỏi anh hai ba hôm nay rồi, chuyện là ông già em nhậu về say vãi lồn xong quậy mẹ em đập phá các thứ, em nóng quá bem luôn ạ, giờ phải làm sao đây ạ, mấy hôm nay đã không nói chuyện rồi. Đầu tiên một, nó là một cái câu chuyện nó liên quan đến chuyện của bố mẹ bạn thì là chuyện của bố mẹ bạn. Tất nhiên là với tư cách của cái người con ở trong gia đình, bạn được phép tham gia. Nhưng mà rõ ràng cái việc mà bạn oán lại ông già bạn thì là đéo được. Ngay cả khi ông già bạn gọi là kiểu làm sai như thế nào, nhưng mà cái trách nhiệm ở đây trong gia đình ấy thì thật ra là mọi người có thể đưa ra ý kiến với nhau, lệch chiều nhau. Nhưng mà bản chất ông già bạn thì vẫn là ông già bạn. Một cái câu chuyện nó là như thế, bạn đéo thể nào mà xoay chuyển cái điều đấy được. Thế nên là cái việc mà các bạn phang lại ông già bạn thì là bạn sai rồi. Khi có thể nhá, ông già bạn sai, bạn chửi ông già bạn, tất nhiên là bạn đéo được chửi láo, bạn vẫn phải ở đây là bạn gắt giọng, bạn nói giọng rất là căng thẳng thôi, là một câu chuyện rất là khác. Nhưng khi ở đây là động chân động tay, rõ ràng là đéo được rồi. Và để mà nói thế, bây giờ giả sử mà lúc đấy ông ấy đánh mẹ em, bây giờ mà em đéo làm thế thì phải làm như nào ạ? À? Anh thì tôi đã nói rồi, nó là một cái câu chuyện của người lớn, tất nhiên là bạn sẽ can thiệp ở đây, ví dụ như kiểu là đánh nhau chẳng hạn, nó đi có mẹ công có bà làm lồn gì đấy thì nó sẽ khác. Nhưng mà bản chất ở đây khi mà cái câu chuyện xảy ra như thế rồi, tốt nhất là lại dùng lời nói trước, vì là đấy bố bố thế này thế nọ các thứ, còn thế là không được mà cảm thấy nếu như mà đéo clear với nhau thì là tạm biệt luôn. Chứ còn ngay cả đến khi mà ở đây là nói đâu đi có mẹ, người ta vừa mới hút thuốc nó cay hết cả mắt, các bạn bảo tôi khóc cái đi có mẹ cay vãi ở lồn, để bảo cái thuốc này nó bị bay hết lên cái khói ở mắt lúc mà nghịch nghịch thì nó cứ bị ấy. Thì đang nói cái câu chuyện đấy là đấy, thì nói chung là cứ kiểu khuyên khuyên thôi. Ngay cả cái thời điểm nhá, khi bạn nói chuyện với ông già bạn mà đéo clear được vấn đề, mà nó xảy ra một cái vấn nó xảy ra một câu chuyện gì, kiểu bây giờ bạn phải bỏ đi chẳng hạn hay là như nào đấy, thì hãy nhớ là ngay cả khi có xích mích thì đấy vẫn là ông già bạn, nó đéo bao giờ thay đổi được đâu. Và ở đây thì chúng ta sống một cái cuộc sống nó rất là theo cái quan điểm của chúng ta, là làm theo những cái giá trị, theo những cái tư tưởng và suy nghĩ của mình. Thì đặt ra một cái câu hỏi ở đây là những cái người thân ở trong gia đình chẳng hạn, các bạn làm ra những cái điều sai trái thì
Thật ra thì ai mà chả làm điều sai, nói thật. Chẳng qua là ở đây chúng ta là người trong gia đình, chúng ta hiểu về câu chuyện, chúng ta thông cảm cho nhau thôi. Đơn giản là như vậy, nhưng mà đừng có oán lại ông già các bạn. Vãi lồn, đi con mẹ. Ông già em oán bà già em, thế em oán con mẹ lại ông già em luôn. Trời đủ, đi mẹ mày combat ba cái lồn gì vậy. Anh ơi, anh có tin là có ma không anh? Bây giờ em mót đá mà nhà vệ sinh chung ở bên ngoài em không dám đi. Ma thì mình có tin, nhưng mà cái nhà vệ sinh của bạn có ma chắc chắn là mình đéo tin. Thế nên là bạn cứ đi vệ sinh đi. Thế tôi chỉ hỏi bạn là một bạn nam hỏi tôi câu này, anh ơi địt mẹ có ma nhà vệ sinh để em đéo dám đi. Thế bây giờ tôi hỏi thật, bạn thử tưởng tượng ra ảnh là thì đồng ý là có ma thật, thế con ma đấy nó định làm gì bạn trong nhà vệ sinh? Tôi lại nghĩ là hai trường hợp, nó đéo giết bạn đâu, vì địt mẹ nó là giết bạn đấy, nó giết con mẹ mà lâu rồi đấy. Thế một, nó đéo giết, thế là mình đã đéo quan tâm rồi, tức là mình sẽ đéo phải chết nữa. Trường hợp thứ hai xảy ra ở đây là gì? Nó sẽ hiếp bạn. Thôi đồng con mẹ mày đi thật, mà bạn giả sử mà tôi mà bị gặp cái trường hợp như bạn, tôi phấn khởi vãi lồn. Địt mẹ quan hệ tình dục với cả người thường thì có thể nghe nó còn quen thuộc, chứ còn địt mẹ quan hệ tình dục với ma, cảm giác muốn thử vãi lồn chứ không phải là như nào luôn. Đừng hỏi tình yêu nữa, địt mẹ mày hỏi về việc kiếm tiền đi, trời đủ. Anh ơi, em yêu người yêu em lắm mà gia đình phản đối. Thật sự em rất yêu cô ấy và hai đứa con cô ấy nữa. Em năm nay 21, còn người yêu em 32. Anh có lời khuyên nào không ạ? Đầu tiên là đã dám cưới thì chứng tỏ bạn dám nuôi được người yêu bạn để mà nói một câu ở đây để mà làm vợ, nhất là khi cô ấy 32 tuổi, vãi lồn có hai con. Thế nếu như bạn yêu người yêu bạn quá thì bỏ con mẹ gia đình thôi, rõ ràng. Kìa, cái gì chả có lựa chọn. Khi mà bạn đứng giữa một câu chuyện như thế là bạn ở phe neutral, địt mẹ người yêu bạn ở phe sentinel, còn địt mẹ gia đình bạn là ở phe địt mẹ mày hellborn gì đấy, thì chắc chắn lúc đấy thì bạn sẽ phải chọn một phe thôi. Chứ còn nếu như mà bạn đã dám nói câu là bạn yêu cô ấy rất nhiều, thế thì bạn cùng cô ấy bỏ trốn đi, nếu như bạn dám nói câu như thế. Chứ còn khi mà bạn ở đây là bạn nói câu là em yêu cô ấy rất nhiều, nhưng địt mẹ mình bây giờ gia đình em phản đối, em phải làm thế lồn rồi, bây giờ nghe nó cứ thế lồn rồi thật. Còn nếu như mà yêu cô ấy rất nhiều thì bỏ trốn thôi. Đi mẹ của tôi đéo cần ông bà nữa. Ông bà tôi nuôi tôi đấy đủ rồi. Bây giờ tôi đi ra ngoài. Đi mẹ theo tiếng gọi tình yêu tự sống. Chuyện rất bình thường. Nhưng mà tại sao lại đéo làm thế được? Chứ mà tôi nói thật, nếu như mà để mà tôi nói mồm ra là tôi yêu một cô gái vãi lồn thì đéo phải là nhà tôi thôi các bạn. Có mà cái đất nước này nó ngăn cản tôi cũng thách. Thì nói thật luôn đấy. Để mà tôi nói là một câu là yêu. Ủa, yêu đéo có gì để mất nữa rồi thì đéo có một cái gì đấy nó là rào cản đấy các bạn. Nhưng rõ ràng là cái yêu ấy nó cũng chưa đến cái mức mà bạn tưởng tượng ra đâu. Bạn có địt mẹ 21 tuổi về xin bà già cưới một bà 32 có hai con thì địt mẹ tôi thật khó đồng ý lắm đấy. Cái đất nước Việt Nam này nó có một số những cái quy luật, nó đéo bây giờ cái vấn đề nó đéo nằm ở cái người phụ nữ của bạn 32 tuổi thật. Nhưng mà vấn đề là cô ấy hai con. Xã hội Việt Nam từ trước đến nay phong kiến thì người ta luôn có một quan niệm là con đàn ông thì thế lồn nó cũng được, nhưng mà sẽ đéo có một ai nuôi con phụ nữ đâu. Bạn bè bạn hỏi bố mẹ bạn hay là bạn hỏi kiểu người lớn thì ai gần như là người ta cũng biết đến cái mẹ quan điểm này. Thế nên là chúng ta là những cái người ở thế hệ khác, các bạn muốn thay đổi quan niệm của một cái thế hệ trước rất khó, đồng nghĩa với cái việc một là các bạn phản kháng lại, hai là các bạn đồng ý đâu, chịu. Em và con bạn em chơi chung 4 năm mà bỗng giờ em thích nó nên làm gì, em sợ đánh mất tình bạn. Rất là nhiều người hỏi anh cái câu này rồi. Và cái câu trả lời của anh dành cho em đó chính là đéo yêu bạn thân. Thế thôi. Chứ còn tầm này thì sẽ đéo giải thích sâu. Giải thích sâu cho các bạn nữa. Tại vì giải thích sâu các bạn đéo hiểu đâu. Thế nên là cái câu trả lời dành cho các bạn là thích yêu bạn thân. Đó chính là đừng có yêu bạn thân. Các bạn đéo có khả năng đâu. Thế thôi. Chứ còn đừng có phải quan tâm. Hãy tin những cái lời tôi nói là đúng. Thế thôi. Còn các bạn cũng đéo cần phải quan tâm cái là tại sao nó lại phải như vậy, lý do gì em lại phải như vậy, anh giải thích cho em đi thì đéo cần. Tốt nhất là em đừng có thế. Thế thôi. Anh Sơ ơi, người yêu em phải đi làm ở nước ngoài 1 năm. Giờ em nhớ nhưng những lúc gần nhau lắm, đặc biệt là những lúc âu yếm, cảm giác bứt rứt quá. Thế nên là bây giờ em đang muốn đi đá phò cho giải tỏa. Theo anh là em có nên không? Cái lúc mà thật ra là nếu mà bạn nhớ người yêu quá, bạn đi tìm một cô gái để bạn giải tỏa thì cái bản chất ở đây là tôi nghĩ rằng nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề nhớ nhung của bạn, mà nó chỉ giải quyết được những cái vấn đề sinh lý thôi. Thì cái việc làm để mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ để cho các bạn có thể cái gì Thái Linh Hương vãi lồn, từ từ đã nào. Thì bây giờ cái cách của tôi để nghĩ ra cho bạn là bây giờ bạn lấy một cái tấm ảnh người yêu bạn đang há mồm thật to to vãi lồn mà. Rồi bạn khoét con mẹ thẳng một cái lỗ ở giữa cái ảnh đấy.
Xong rồi nếu như mà mỗi khi bạn nhớ người yêu bạn quá thì bạn có thể làm một số những cái hành động. Thật ra thì chưa có một cái quy chuẩn về cái việc sử dụng ngôn từ cho cái này. Nhưng nếu như mà nhìn một cái bức ảnh mà có thể thỏa mãn được sinh lý thì mình sẽ gọi là cái lồn gì nhỉ? Ảnh dâm à? Không, ảnh dâm thì nghe nó bị hiện đại quá. Có cái từ nào nó địt mẹ mình, nó Hán Việt hơn cho cái từ ảnh, tranh ảnh mà mình có thể sử dụng để nghe cho nó hấp dẫn hơn không các bạn? Nó là cái lồn gì dâm nhỉ? Nó tượng trưng như một cái ảnh ở trong tiếng Hán Việt đấy chứ các bạn. Nó là cái điều gì nhỉ? Nó là cái gì nhỉ? Đấy, mình có thể thực hiện theo cách đấy. Họa dâm, đúng, chính xác là họa dâm thôi các bạn. Đối với bạn có thể thực hiện những cái biện pháp họa dâm ở đây. Nó sử dụng tấm ảnh của người yêu khoét một lỗ ở mồm ra đó là nhé, yeah, bịt mà. Thì lúc đấy là nó sẽ rất là hợp lý. Không những là giải quyết được vấn đề sinh lý mà còn giải quyết được cả cái vấn đề nhớ nhung của bạn.